Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, hành động cấm biểu diễn nghệ thuật đối với Đan Nguyên là đúng đắn, chẳng ai lại cổng rắn cắn gà nhà đi rước một kẻ phản động về để diễn trò tại Việt Nam cả. Nếu đã xác định chống phá Việt Nam đến cùng thì cứ yên vị ở Mỹ mà xin ăn đi thôi. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chuyện Đan Nguyên không được biểu diễn ở Việt Nam không ai đi rước một kẻ phản động về dân tộc mình bài viết đăng trên các trang mạng xã hội. Mới đây, thông tin về Đan Nguyên không được cấp phép biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam khiến cộng đồng hải ngoại đặc biệt là những kẻ chống cộng cực đoan tiếp tục xỉa sói, nói xấu Việt Nam. Đây không phải trường hợp hy hữu khi có nhiều ca sĩ hải ngoại khác cũng bị cấm biểu diễn ở Việt Nam bởi tư tưởng cực đoan, biểu diễn chỉ là bề nổi, nhưng chống phá Việt Nam mới là hoạt động chính. Đan Nguyên, tên thật là Nguyễn Đạt Đan, sinh năm 1984 tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đến năm 1998, theo gia đình đến Mỹ và định cư đầu tiên ở quận Cam, Nam California. Tuy là một ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại, chuyên dòng nhạc vàng, nhưng Đan Nguyên lại thường xuyên hát các bài hát chống phá, đã kích chính quyền và chế độ cộng sản ở Việt Nam. Anh là ai? Việt Nam tôi đâu? Trả lại cho dân, ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Hình ảnh của Đan Nguyên thường gắn với bộ quân phục của chế độ Ngụy Sài Gòn, kèm theo cờ vàng ba sọc đại diện cho đám tàn binh bỏ chạy khỏi Việt Nam. Đan Nguyên từng tuyên bố, chừng nào Cộng sản còn thì chừng đó sẽ không quay trở về Việt Nam. Nhưng tuyên bố thì vẫn là tuyên bố, lúc khổ đói thì vẫn muốn quay trở về với đất mẹ mà thôi. Trước đây, khi cuộc sống ở mỹ sung túc thì đang nguyên thường khoe nhà khoe xe khoe của nhưng những năm dịch covid càng quét nước mỹ thì cuộc sống không còn được dư giả gì nữa lúc đó về với nơi bình yên nhất về với nơi mà cuộc sống có thể ổn định hơn luôn hiện hữu nhưng rất tiếc không dân tộc nào mong muốn rước của nợ đó về để phá hoại dân tộc mình cả giọng hát thì có đó nhưng tư tưởng ấu chỉ chống cộng cực đoan của Đan Nguyên thì không thể chấp nhận được. Có tài mà không có đức là người vô dụng mà thôi. Vậy nên khi Đan Nguyên xin được biểu diễn ở Việt Nam thì các cơ quan chức năng Việt Nam đã từ chối ngay lập tức. Chừng nào anh chàng này còn dính đến đám ngụy tàn kia thì chừng đó đừng hòng kiếm ăn ở Việt Nam. Hành động cấm biểu diễn nghệ thuật đối với Đan Nguyên là đúng đắn. Chẳng ai lại cổng rắn cắn gà nhà đi rước một kẻ phản động về để diễn trò tại việt nam cả nếu đã xác định chống phá việt nam đến cùng thì cứ yên vị ở mỹ mà xin ăn đi thôi